Để chuẩn bị cho kỳ họp thường lệ giữa năm 2024, Hội đồng Nhân dân thành phố, sau khi thống nhất với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Bảo Lộc hướng dẫn đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp Hội đồng Nhân dân thường lệ giữa năm 2024. Theo đó, tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 15 Hội đồng Nhân dân thành phố Bảo Lộc được tiến hành tập trung trong thời gian từ ngày 18 tháng 6 đến ngày 21 tháng 6 năm 2024. Nội dung tiếp xúc cử tri gồm thông báo dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của Hội đồng Nhân dân thành phố, thu thập ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri về những vấn đề thuộc về nội dung kỳ họp và hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố, báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024, báo cáo kết quả giải quyết của Ủy ban Nhân dân và các cơ quan chức năng đối với ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến trước, trong và sau kỳ họp thứ 13 Hội đồng Nhân dân thành phố. Về tổ chức tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 15 Hội đồng Nhân dân thành phố, kể từ sau ngày kết thúc kỳ họp đến ngày 31 tháng 7 năm 2024 tại các phường xã, nội dung tiếp xúc cử tri gồm báo cáo tóm tắt kết quả kỳ họp thứ 15 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 6, kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri, kết quả hoạt động của đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố 6 tháng đầu năm 2024, phổ biến và giải thích các kiến nghị của Hội đồng Nhân dân thành phố. Hội đồng Nhân dân thành phố yêu cầu ngay sau khi hoàn thành đợt tiếp xúc cử tri, tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố chủ trì phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường xã phân loại ý kiến, kiến nghị của cử tri và xây dựng báo cáo tổng hợp các ý kiến thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp thành phố.